Xin chào tất cả các khách hàng của DK Brows and Beauty. Rất vui được gặp lại mọi người. Và như mọi người có thể thấy thì hiện tại không khí làm đẹp ở DK đang rất là đông vui và nhộn nhịp. Đội ngũ tư vấn của DK thì đang làm việc hết công suất để mà có thể tư vấn cho chị em những cái dịch vụ làm đẹp phù hợp nhất. Và DK cũng xin chia sẻ luôn với mọi người, đây đang là một cái thời điểm vàng để mà phun xăm thẩm mỹ. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là đến Tết rồi. Khi mà mọi người phun xăm ở tại thời điểm này thì sau hơn một tháng, mực lên ổn định là chị em đã có một diện mạo mới để đi chơi Tết. Ngoài ra thì cũng đã sắp đến Giáng sinh và năm mới rồi. Chị em mà làm đẹp ở tại DK thì lại hoàn toàn không phải kiêng khem nghỉ dưỡng bất cứ một thứ gì cả. Sau khi làm xong thì có thể đẹp luôn. Rất là nhiều khách hàng đã chia sẻ với DK là mọi người làm mày, làm môi ở tại DK xong. Sau đó thì khi mà gặp người thân hay bạn bè thì mọi người không nhận ra là mọi người vừa phun xăm xong, bởi vì không hề có hiện tượng sưng nề hay là bất cứ cái gì cả. Chỉ như là vừa kẻ mày đậm và đánh son đậm mà thôi. Và chỉ từ sau 3 đến 5 ngày là đã bong xong rồi và mọi người hoàn toàn có thể là đi chơi, đi làm như bình thường. Ngoài ra thì hiện tại DK đang có một chương trình khuyến mãi có thể nói là bùng nổ nhất năm, lớn nhất năm dành tặng cho các chị em như một lời tri ân đến khách hàng. Đó là giảm 40% tất cả các dịch vụ hair shop lông mày, phun môi và phun mí, cũng như là laser thẩm mỹ. Ngoài ra thì DK cũng đang giảm 50% cho laser tattoo, laser nám tàn nhang và laser nhũ hoa. Đây là một cái ưu đãi vô cùng hời với chất lượng dịch vụ cũng như là tay nghề ở DK mọi người nhé. Vì vậy, chị em nào mà đang có cái tình trạng là lông mày hay là đôi môi chưa ưng ý, hoặc là muốn cải thiện diện mạo của mình để tươi tắn hơn, mỗi ngày thức dậy thì sẽ tốn ít thời gian hơn để trang điểm, thì mọi người hãy nhanh tay gửi tình trạng của mình qua fanpage của DK để được đội ngũ chuyên viên tư vấn. Ngoài ra mọi người có thể đặt lịch đến DK để trực tiếp được chuyên gia cũng như là Mastermind Minh Vương kiểm tra và thăm khám cái tình trạng, sau đó tư vấn. Thì mọi người có thể gọi điện qua hotline 0912 31 0000 hoặc đặt lịch trực tiếp trên fanpage. Ngoài ra, chị em nào mà chưa qua được ngay cái thời điểm này, có thể là ở xa này hoặc là đang ở nước ngoài chưa qua được DK ngay, thì mọi người hoàn toàn có thể đặt cọc để giữ lại cái ưu đãi cho mình mọi người nhé. Chỉ với là 1 triệu trên một dịch vụ và sẽ được giữ đến 12 tháng. Vì vậy đây là một cái cơ hội rất là tốt để mà mọi người có thể làm đẹp với cái giá hời. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.